Đây là Bukhari, nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát tại Yugu. Danh tính của anh được thay đổi vì lý do an ninh. Vụ tấn công gây ra bởi một nhóm khủng bố chưa xác định hồi tháng 6 năm nay, nhắm mục tiêu vào một bãi khai thác vàng tự phát, giống như những gì bạn đang chứng kiến, giết chết ít nhất 160 người, phần lớn là thợ mỏ. Lúc tôi trốn trên mái nhà, tôi nhìn thấy phụ nữ và trẻ em. Đầu tiên tôi nghĩ rằng họ bị bắt cóc, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra chính họ là những người đang gây náo loạn. Sau khi bắn giết xong, lúc đó là khoảng 4 giờ 30 sáng, họ bắt đầu phóng hỏa. Burkina Faso là quốc gia xuất khẩu vàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Phi. Các mỏ vàng không chính thức ước tính tạo công ăn việc làm và gián tiếp hỗ trợ cho khoảng 3 triệu người. Những mỏ thương mại quy mô lớn của các công ty nước ngoài mang về 300 triệu đô la cho chính phủ năm 2018. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tổ chức liên hệ tới IS, Al-Qaeda và những nhóm thảo khấu đẩy mạnh các vụ tấn công nhắm vào những người công nhân mỏ, giờ đây việc đào vàng ngày một trở nên nguy hiểm. Kể từ hồi tháng 8, đoàn xe của IAMGOLD, một công ty có trụ sở tại Canada, và một đoàn xe thuộc quyền sở hữu của công ty Endeavour Mining có trụ sở tại Cayman Island đều bị tấn công, khiến tổng cộng 6 người thiệt mạng. Salem là người sống sót trong một vụ tấn công trên cùng tuyến đường này vào năm 2019. Tên của anh được thay đổi vì lý do an ninh. Anh đã phải giả chết khi những tay khủng bố giết hại 40 đồng nghiệp của anh. Giờ đây khi đang làm việc cho một công ty khác, anh lên tiếng đại diện cho những đồng nghiệp của mình. Chúng tôi không còn muốn tham gia những chuyến xe tới khu mỏ, bởi mọi thứ đang trở nên rất nguy hiểm. Vấn đề hiện nay chính là đội bảo vệ đã giết chết 2 tên khủng bố trong vụ tấn công vừa rồi. Những kẻ khủng bố muốn trả thù. Tuy nhiên, anh cho biết anh cần tiền và phải tiếp tục làm việc. Trong một số tuần gần đây, các công ty khai mỏ tại Burkina Faso đã bắt đầu không vận nhân công tới nơi làm việc, thay vì đi đường bộ. Trước đây, chỉ nhân viên người nước ngoài mới được đi máy bay. Tuy nhiên, một số công tác hậu cần vẫn phải được thực hiện trên bộ. Một chuyên gia tư vấn về an ninh cho các công ty mỏ hoạt động tại Burkina Faso chia sẻ về những cuộc tấn công gần đây. Những khu mỏ thường xuyên có những đoàn xe ra vào để cung cấp hậu cần, thay ca cho thợ, cung ứng trang thiết bị, vân vân. Chúng ta thấy số vụ việc tăng cao trong mùa mưa. Chúng ta cũng chứng kiến những vụ tấn công nhắm vào các đoàn xe. Hiện tại thì tình hình vẫn chưa quá bi đát. Khi được hỏi liệu tình hình an ninh xuống cấp có thể khiến một số công ty rút ra khỏi Burkina Faso, một nhà phân tích nói Burkina Faso hiện nay là một trong những quốc gia xuất khẩu vàng quan trọng hàng đầu châu Phi, và một số lượng lớn các nhà đầu tư trong thời gian gần đây đã tới. Nhiều mỏ mới được mở, trở thành những địa điểm thu hút đầu tư, vậy nên tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh những công ty này sẽ rút đi một cách dễ dàng. Các nhà phân tích cho biết, sự gián đoạn trong ngành công nghiệp khai thác vàng sẽ mang tới những hậu quả nghiêm trọng cho quốc gia vốn đã rất dễ bị tổn thương này.